Các bạn đang đến với bản tin bóng đá sáng của bóng đá 24h.vn. Bản tin sáng nay với đầy đủ những tin tức hấp dẫn nhất được tổng hợp và cập nhật sẽ có ngay sau đây. De Bruyne tỏa sáng, Man City nhấn chìm Arsenal. Arsenal bước vào trận gặp Man City với sự thua thiệt hoàn toàn từ chất lượng con người, phong độ đến đẳng cấp của huấn luyện viên. Dù vậy thì ít cổ động viên nào lại nghĩ Arsenal có thể thua chóng vánh và bạc nhược như thế ngay trên sân nhà. Ngay phút thứ 2, lưới của Leno đã rung lên sau pha dứt điểm của De Bruyne. Đến phút thứ 15, ba cầu thủ Arsenal áp sát và thực hiện truy cản De Bruyne nhưng vẫn để tiền vệ người Bỉ vượt lên và chuyền như đặt cho Raheem Sterling chọc thủng lưới Leno lần thứ 2. Phút 40, sân Emirates chết lặng lần thứ 3 sau cú sút trái phá của De Bruyne. Thất bại với tỷ số 0-3 ngay trong 45 phút thi đấu đầu tiên, pháo thủ tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 9 với 22 điểm sau 17 vòng. Còn Man City thì đã tạm rút ngắn khoảng cách với Leicester City xuống chỉ còn là 4 điểm. MU hóa thất vọng Everton, lỡ cơ hội áp sát top 4. Manchester United bước vào trận gặp Everton với sự tự tin cao độ. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra ở phút 36 khi Victor Lindelof phản lưới nhà sau pha đấm trượt bóng của De Gea. Mãi tới phút 77, mang non Mason Greenwood mới giúp đội chủ nhà giữ một điểm ở lại với Old Trafford. Kết quả này khiến MU bị Tottenham lấy mất vị trí thứ 5. Bây giờ trận đấu cùng giờ, đội bóng của Jose Mourinho đã đánh bại Wolverhampton với tỷ số 2-1 để giành được chiến thắng thứ 5 trong 6 trận đấu gần nhất. Ronaldo lập cú đúp, Juventus thắng tưng bừng. Tiếp đón Udinese, huấn luyện viên Maurizio Sarri quyết định tung cả Ronaldo, Higuain và Dybala ra sân cùng lúc. Chính sự ăn ý của ba cái tên này khiến hàng thủ đội khách tan nát, đặc biệt là trong hiệp thi đấu đầu tiên. Ngay ở phút thứ 9, Dybala dứt điểm chạm chân cầu thủ Udinese, Ronaldo băng lên tung cú sút căng và chìm làm tung lưới đội khách. Phút 37, Higuain chọc khe thuận lợi để Ronaldo thoát xuống quăng chân dứt điểm một chạm, hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Trước khi hiệp 1 khép lại, Bà đâm ra đã có bàn thắng thứ 3 sau pha đánh đầu của Bonucci. Qua giờ giải lao, dù chủ động chưa chậm nhưng bà đâm ra vẫn tạo ra được khá nhiều cơ hội về phía khung thành của đội khách, nhưng lần lượt các tiền đạo của họ đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Cuối trận, Udinese gỡ được một bàn danh dự do công của Puscetto. Giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1 trước Udinese, Juventus vẫn ngậm ngùi đứng thứ 2 vì sau đó ít giờ, Inter Milan đã có trận hòa 1-1 với Fiorentina để cân bằng điểm số giữa hai đội là 39 điểm, nhưng Inter Milan hơn về hiệu số bàn thắng bại. Ngay sau đây, chúng ta cùng điểm qua kết quả ở một số giải vô địch quốc gia khác diễn ra tối qua và rạng sáng nay. Tại vòng 15 Bundesliga, Fortuna Düsseldorf thua 0-3 trước Red Bull Leipzig, Wolfsburg vượt qua Mönchengladbach với tỷ số 2-1 và Schalke 04 vượt qua Eintracht Frankfurt với tỷ số 1-0. Chuyển sang vòng 17 La Liga, Getafe đánh bại Valladolid 2-0 trên sân nhà, Celta Vigo hòa Mallorca trong trận cầu có 4 bàn thắng được ghi và đó cũng là kết quả giữa Espanyol và Real Betis. Trong khi đó, Sevilla thất thủ 1-2 trên sân nhà trước Villarreal. Còn trong trận đấu muộn nhất, Real Madrid đã lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng do chỉ có trận hòa 1-1 trước Valencia. Tại vòng 18 Ligue 1, Bordeaux và Lyon cùng thua trên sân nhà với cùng tỷ số 0-1 trước các đối thủ đó là Strasbourg và Rennes. Trong khi đó, Paris Saint-Germain dù phải làm khách vẫn đánh bại Saint-Etienne 4 bàn không gỡ. De Gea lập kỷ lục tệ hại sau bàn thua trước Everton. David De Gea từng là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới nhưng anh đang có dấu hiệu sa sút trong 2 mùa giải vừa qua. Kỹ năng phản xạ cùng sự phán đoán của thủ môn này đã suy giảm đi khá nhiều. Ở trận đấu với Everton thuộc vòng 17 Premier League, De Gea đã mắc lỗi lớn trong bàn mở tỷ số của Everton. Thủ môn của Manchester United đã đấm trượt bóng và khiến cho người đồng đội Victor Lindelof bị động ở tình huống đốt lưới nhà của mình. Đây đã là trận thứ 12 liên tiếp De Gea không thể giữ sạch lưới. Đó cũng là chuỗi trận không thể bảo toàn mảnh lưới dài nhất trong sự nghiệp của thủ môn người Tây Ban Nha này. Trung Quốc tẩy chay Arsenal. Theo đó, tiền vệ Özil mới đây đã có những bình luận trên trang mạng xã hội Instagram với nội dung chỉ trích chính quyền Trung Quốc trong việc đàn áp những người theo đạo Hồi ở đất nước này, tín ngưỡng của cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay lập tức, bình luận của Özil đã được lan truyền khắp trang mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Tiền vệ Arsenal cũng như câu lạc bộ chủ quản của anh đã nhận về những phản ứng vô cùng dữ dội. Các cổ động viên Arsenal ở đất nước này đã cắt vụn chiếc áo đấu có mang tên anh. Một số người khác thì lại kêu gọi Arsenal tống cổ ngôi sao của mình ra đường. Về phía ban lãnh đạo Arsenal, họ cũng nhanh chóng ra thông báo chính thức nhằm xoa dịu tình hình. Theo đó, pháo thủ nói rằng đây chỉ là quan điểm hoàn toàn mang tính cá nhân của Özil và không liên quan gì tới đội chủ sân Emirates. Vượt mặt Ronaldo, Messi giật thêm một giải thưởng cá nhân. Cụ thể, ngôi sao người Argentina vừa giành danh hiệu vận động viên thể thao xuất sắc nhất thập kỷ qua. Giải thưởng cá nhân này được nhà cái William Hughes trao cho Lionel Messi trong một thông báo vào hôm qua. Như ở cuộc đua tranh giải The Best và quả bóng vàng 2019, Messi đã đánh bại một trong những đối thủ hàng đầu của mình, đó là Cristiano Ronaldo, để giành danh hiệu vận động viên thể thao xuất sắc nhất thập kỷ qua. Như vậy, 2 tuần sau khi vượt qua Ronaldo để đoạt quả bóng vàng 2019, Messi một lần nữa vượt qua ngôi sao người Bồ Đào Nha để giành thêm một giải thưởng cá nhân trong năm nay. Trước quả bóng vàng 2019, Messi đã giành 5 quả bóng vàng vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012 và 2015. Xếp ngay phía sau Messi, đó là Cristiano Ronaldo với 5 danh hiệu vào các năm 2008, 2013, 2014, 2016 và 2017. Quang Hải lại được đề cử giải cầu thủ hay nhất châu Á. Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á, Best Footballer in Asia, là giải thưởng được sáng lập bởi tạp chí Titan Sport của Trung Quốc. Đây là giải thưởng lấy ý tưởng từ danh hiệu quả bóng vàng của tạp chí France Football. Giải thưởng của Titan Sport sẽ do 50 nhà báo đại diện cho các liên đoàn bóng đá châu Á bình chọn. Theo tiết lộ của nhà báo Trương Anh Ngọc, anh đã đề cử 2 đại diện của bóng đá Việt Nam, đó là Nguyễn Quang Hải và Đỗ Hùng Dũng. Tuy nhiên, trong danh sách 24 đề cử cuối cùng của Titan Sport chỉ còn lại mỗi Quang Hải. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Quang Hải được đề cử giải cầu thủ xuất sắc nhất châu Á sau những đóng góp to lớn của tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội cho bóng đá Việt Nam. Ở SEA Games 30, Quang Hải không thể tham dự 3 trận đấu cuối cùng vì chấn thương, nhưng trước đó anh đã chơi tốt trong màu áo đội tuyển quốc gia cũng như tuyển U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020. Chưa kể, anh cũng là nhân tố quan trọng giúp Hà Nội FC tiến sâu ở AFC Cup 2019. Các bạn hãy tiếp tục dành sự ủng hộ cho bóng đá 24h.vn bằng cách like, share video này cũng như để lại comment ở bên dưới bày tỏ quan điểm và nhận xét về bản tin cho chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.